Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát tại huyện Bắc Mê về công tác quản lý thu chi ngân sách địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Ủy ban thường vụ Quốc hội họp trực tuyến toàn quốc thảo luận về các dự án luật. Đại hội Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020. Mô hình quản lý và những rào cản trong phát triển du lịch hiện nay. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tiến hành giám sát tại các xã, thị trấn, ngày 15 tháng 4, đoàn công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Vương Mỹ Vàng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát tình hình quản lý và sử dụng ngân sách tại Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê. Thực hiện việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, trong những năm qua, huyện Bắc Mê đã triển khai giao nhiệm vụ thu ngân sách cho các cơ quan đơn vị và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, đảm bảo mức phấn đấu bằng hoặc cao hơn dự toán tỉnh giao. Việc phân bổ và giao dự toán thu ngân sách hàng năm dựa trên cơ sở rà soát, đánh giá, phân tích đầy đủ các nguồn thu phát sinh và kết quả thu năm trước. Về nhiệm vụ chi ngân sách, căn cứ vào dự toán thu chi ngân sách và nguồn vốn từ các chương trình dự án của tỉnh giao, huyện Bắc Mê chủ động xây dựng phương án phân bổ ngân sách trình Hội đồng Nhân dân huyện, kịp thời phân bổ cho các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn thông qua việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia giữa các cấp, ngành theo nghị quyết 29 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua đó, đã tạo điều kiện cho huyện chủ động cân đối nguồn thu trên địa bàn, cơ bản đáp ứng được nhu cầu chi, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Tại buổi giám sát, huyện Bắc Mê kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung như đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét tăng tỷ lệ điều tiết một số sắc thuế như tiền thu quyền sử dụng đất, phí bảo vệ môi trường, xem xét điều chỉnh nâng mức phân bổ chi thường xuyên cho các lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kết luận tại buổi giám sát, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vương Mỹ Vàng ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách của địa phương. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê cần quan tâm chỉ đạo sát sao việc lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm, xem xét và cho ý kiến trước khi phát hành và tổ chức thực hiện, làm tốt việc cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục hướng dẫn cấp xã nâng cao năng lực, trình độ trong dự toán, quyết toán thu chi ngân sách, quản lý tài sản công, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, tránh sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị. Về các ý kiến kiến nghị của huyện, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vương Mỹ Vàng ghi nhận và giao cho các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, bổ sung nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giai đoạn 2015-2020 sát với tình hình thực tế ở cơ sở, tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Ngày 15 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri. Đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, 11 điểm cầu huyện, thành phố trong tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 đến hết năm 2014, các xã, phường, thị trấn đã tiếp nhận tổng số 11.720 ý kiến, kiến nghị của cử tri, đã chỉ đạo giải quyết và tham mưu kiến nghị lên cấp trên 11.302 ý kiến, đạt tỷ lệ 96,4%, còn lại 418 ý kiến đang tiếp tục giải quyết và chuyển cấp trên giải quyết. Cấp huyện, thành phố đã tiếp nhận tổng số 4.753 ý kiến, kiến nghị của cử tri, đã chỉ đạo giải quyết và tham mưu kiến nghị lên cấp trên giải quyết dứt điểm 4.466 ý kiến, bằng 93,9%, còn lại 287 ý kiến đang tiếp tục giải quyết và chuyển cấp trên giải quyết. Cấp tỉnh tiếp nhận 586 ý kiến, trong đó có 495 ý kiến do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị giải quyết, 91 ý kiến do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang đề nghị giải quyết. Sau khi tổng hợp phân loại, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cơ quan chuyên môn, các ban ngành liên quan giải quyết, tham mưu giải quyết dứt điểm 456 lượt ý kiến, kiến nghị bằng 77,8%, đang xem xét giải quyết 112 ý kiến. Việc giải quyết thỏa đáng kịp thời ý kiến kiến nghị của cử tri từ cấp tỉnh đến cơ sở, trước và sau các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16,
đã góp phần nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp, chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, qua đó tạo niềm tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở, với cơ quan đại diện cho quyền lợi và nguyện vọng của nhân dân. Tuy nhiên, mặc dù công tác giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, nhưng kết quả giải quyết còn hạn chế, chưa triệt để. Nhiều ý kiến còn tồn đọng, kiến nghị kéo dài. Một số kiến nghị chưa được giải quyết kịp thời, gây bức xúc cho cử tri. Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành trong việc tiếp nhận giải quyết kiến nghị của cử tri. Trước thực trạng những tồn tại kéo dài, tồn đọng trong giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông yêu cầu cần được nâng cao năng lực, trình độ, chất lượng, trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong việc trả lời ý kiến kiến nghị cử tri. Trước, trong và sau các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, các đại biểu phải nắm rõ và báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri theo từng cấp chính quyền. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông cũng yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của cơ quan hành chính trong mọi lĩnh vực trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc, phân định rõ trách nhiệm của thủ trưởng các sở ngành trong việc tiếp nhận giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Kiến nghị ta đến nhưng mà giải quyết không đến nơi đến chốn. Có những vấn đề của các ông chí là liên quan đến rất nhiều ngành. Thì chính vì cái liên quan đến nhiều ngành này mà nó trở nên cái việc là chậm trễ. Thế thì bây giờ cái việc đó đấy, tỉnh sẽ giao cho các ngành nào là đầu mối, phối hợp với các ngành nào để thực hiện. Và chúng ta phải giải quyết với tinh thần nhanh nhất các kiến nghị của cử tri. Cái gì mà không giải quyết được thuộc thẩm quyền, vượt quá thẩm quyền thì phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Mà tôi cũng xin nói các đồng chí là khi đối thoại với người dân phải hết sức quan tâm đến cái việc mà lợi ích của người dân, của cử tri. Trước hết tôi nói tất cả là đều phải trên quan điểm là cái phải đảm bảo quyền lợi cao nhất của người dân. Tức là tìm mọi điều kiện, tìm mọi cái cơ sở, cơ chế có thể giúp đỡ người dân, giúp đỡ cử tri. Khi nào mà không thể làm được gì được nữa thì chúng ta mới sử dụng các biện pháp khác. Hàng năm, ưu tiên kinh phí cho giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, nâng cao trách nhiệm giám sát, việc tổ chức thực hiện ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri, tổng hợp, phân loại ý kiến kiến nghị của cử tri, phải quan tâm đến những vấn đề bức xúc để chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xem xét trả lời. Nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri. Ngày 16 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 đã tổ chức phiên họp trực tuyến toàn quốc để thảo luận một số dự án luật dự kiến trình tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13. Dự thảo luật tổ chức chính quyền địa phương là một dự án luật quan trọng đã được các đại biểu Quốc hội xem xét thảo luận và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8. Về cơ bản, các đại biểu Quốc hội tán thành với nhiều nội dung của dự thảo luật. Sau kỳ họp, Chính phủ và các đại biểu Quốc hội đã tiến hành phối hợp, nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện dự án luật để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 vào tháng 5 năm 2015. Đây là dự án luật quan trọng để thể chế hóa nghị quyết của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cụ thể hóa tinh thần hiến pháp nhằm xây dựng một chính quyền địa phương của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung quan trọng đang có nhiều ý kiến khác nhau. Về phạm vi điều chỉnh và bố cục của dự thảo luật, về mô hình tổ chức chính quyền địa phương hiện đang có hai phương án. Trong đó, phương án 1 là tất cả các đơn vị hành chính của nước ta đều tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Phương án 2 là không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp quận, phường. Đây là vấn đề mấu chốt yêu cầu các đại biểu phân tích những ưu điểm, hạn chế của từng phương án, đề xuất kiến nghị lựa chọn phương án tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nước ta. Phân định thẩm quyền giữa trung ương và địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương, cách thức và nội dung quy định nhiệm vụ, quyền hạn chính quyền của địa phương và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của Hội đồng Nhân dân trong một số lĩnh vực cụ thể như trong lĩnh vực ngân sách, lĩnh vực xây dựng chính quyền, phân định biên giới, đơn vị hành chính. Nội dung về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân, trong đó cho ý kiến về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân và số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, vai trò trách nhiệm của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân.
tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân dân, quy định quyền hạn, nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, vai trò trách nhiệm của tập thể Ủy ban Nhân dân, về số lượng của thành viên Ủy ban Nhân dân và số lượng cấp phó của Ủy ban Nhân dân các cấp chính quyền địa phương. Tại hội nghị, đa số các đại biểu thống nhất với phương án thứ nhất là ở tất cả các đơn vị hành chính của nước ta đều có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, bởi vì nó đảm bảo tính ổn định của cơ quan nhà nước, tránh xáo trộn. Các đại biểu cũng đồng tình với phương án tăng số đại biểu chuyên trách của Hội đồng Nhân dân để nâng cao hiệu quả hoạt động. Đối với số lượng các thành viên trong Ủy ban Nhân dân, nhiều đại biểu cho rằng nên cứng hóa số lượng các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp. Ngoài ra, các thành viên của Ủy ban Nhân dân thì sẽ tùy thuộc vào từng địa phương, chứ không nên cố định thành viên như trong dự thảo luật. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Ban soạn thảo luật sẽ tiến hành tiếp thu chỉnh sửa dự thảo luật chính quyền địa phương để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 vào tháng 5 năm 2015. Cũng trong ngày 16 tháng 4, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Hà Giang đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đảng bộ cơ sở được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ khác trong khối. Sự đại hội có đại diện các ban đảng tỉnh ủy, lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Hà Giang hiện có 66 đảng viên sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác thu chi, quản lý ngân sách nhà nước do tình hình kinh tế diễn biến phức tạp, nhưng Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Hà Giang đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nghị quyết đại hội lần thứ 8 đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên được thực hiện thường xuyên. Cùng với đó là việc không ngừng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức, gắn việc xây dựng cơ quan, đoàn thể phát triển vững mạnh toàn diện. Kết quả 5 năm qua, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Qua phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ngành chức năng, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu và ngân sách nhà nước với số tiền đạt trên 6.700 tỷ đồng, vượt 3,38% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội 15 Đảng bộ tỉnh giao. Tổng chi ngân sách trung ương và địa phương trên địa bàn đạt 45.515 tỷ đồng. Công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu trên địa bàn đạt trên 15.600 tỷ đồng. Bên cạnh thành tích trên, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Hà Giang luôn được công nhận là đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Thảo luận tại đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 8. Trên cơ sở đó, đại hội lần thứ 9 nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra những mục tiêu chủ yếu là tập trung thực hiện tốt các khoản thu ngân sách nhà nước, kiểm soát chặt chẽ nhiệm vụ chi ngân sách của các ngành các cấp ở địa phương, chú trọng giải ngân các nguồn vốn cho đầu tư phát triển đạt tỷ lệ hàng năm trên 95% trở lên, phấn đấu 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 20% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh toàn diện. Đại hội đã tiến hành bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 9 đồng chí, bầu ban thường vụ và bầu các chức danh bí thư, phó bí thư và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trong tỉnh, Đảng bộ huyện Yên Minh đã và đang chuẩn bị các điều kiện để tiến tới tổ chức đại hội đảng bộ huyện lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng tiến độ đã đề ra. Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiện nay, công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp trên địa bàn huyện Yên Minh đã được gấp rút triển khai theo đúng quy trình, bám sát vào các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương cũng như của Đảng bộ tỉnh. Ban thường vụ huyện ủy đã phân công các đồng chí thành viên ban chỉ đạo tăng cường kiểm tra hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Theo đánh giá của huyện ủy Yên Minh, thì công tác tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được thực hiện đúng quy định, hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên. Việc xây dựng báo cáo đánh giá, tổng hợp nhiệm kỳ và ra nghị quyết đại hội của chi bộ được chuẩn bị chu đáo, sát tình hình thực tế của từng chi bộ. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đều có số liệu cụ thể sát với yêu cầu thực tiễn trong nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn theo quy định của cấp trên. Đến giờ phút này thì Ban Thường vụ huyện ủy Minh đã chỉ đạo, thứ nhất là đã duyệt xong báo cáo, dự thảo báo cáo chính trị, phương án nhân sự và dự thảo nghị quyết của đảng bộ các xã thị trấn. Về công tác văn kiện của đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 17 thì đã xin ý kiến, dự thảo xong và xin ý kiến của các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ
lãnh đạo ban thường vụ tỉnh ủy rồi các ban sở ngành của tỉnh và đã tiếp thu và đang hoàn chỉnh và tiếp tục gửi xuống cơ sở đại hội các chi đảng bộ để tham gia ý kiến. Và chúng tôi đã khẩn trương chỉ đạo hoàn thành các công trình chào mừng đại hội đảng cũng như là thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Có thể thấy, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, huyện Minh đã sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 16 tháng 4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang đã tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê rừng cho Ban chỉ đạo kiểm kê rừng cấp tỉnh và Tổ kiểm kê rừng cấp huyện, thành phố. Tham dự lớp tập huấn gồm 35 học viên là thành viên Ban chỉ đạo kiểm kê rừng, cán bộ kỹ thuật Hạt Kiểm lâm 11 huyện, thành phố. Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu những kiến thức cơ bản về điều tra, xây dựng bản đồ hiện trạng rừng và đất chưa có rừng, xây dựng tài liệu hỗ trợ kiểm lâm rừng, giới thiệu bản đồ và phần mềm điều tra, kiểm kê rừng. Phương án điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013-2015. Thực địa điều tra, kiểm kê rừng tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Ngoài ra, các học viên còn được tham gia thảo luận, giải đáp thắc mắc, thực hành sử dụng thiết bị, bản đồ phục vụ kiểm kê rừng, xác nhận và bàn giao thành quả với kết quả ngoại nghiệp. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản phục vụ công tác kiểm kê rừng tại địa phương, đồng thời thống kê diện tích, trữ lượng rừng, diện tích đất chưa có rừng theo trạng thái, nguồn gốc rừng và mục đích sử dụng của từng chủ rừng, từng đơn vị hành chính và quản lý rừng. Từ đó triển khai thực hiện hiệu quả chương trình kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh. Huyện Đồng Văn vừa tổ chức hội nghị tập huấn thu thập và nhập dữ liệu hộ thụ hưởng gói trợ giúp xã hội năm 2015 cho lãnh đạo và cán bộ các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện. Nội dung tập huấn gồm hướng dẫn cách điều tra, ghi phiếu về các nội dung tổ chức thu nhập và nhập dữ liệu các hộ gia đình được thụ hưởng gói trợ giúp xã hội hợp nhất của dự án, tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam. Qua đó giúp cho lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các xã, lãnh đạo các trường nắm và quản lý được dữ liệu thông tin về hộ gia đình đang được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước, bao gồm chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội theo quyết định số 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại nghị định số 76/2007/NĐ-CP và nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49-2010-NDCP và Nghị định số 74-2013-NDCP của Chính phủ, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quyết định 12-2013-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong những hộ gia đình và những đối tượng được thụ hưởng chính sách trên, còn có thêm đối tượng hưởng lợi bổ sung của dự án, gồm phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, trẻ em từ 0 tuổi đến dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo và trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 15 tuổi thuộc hộ nghèo hiện không được đi học. Đây gọi là gói trợ giúp xã hội hợp nhất cho hộ gia đình. Vừa qua, huyện Hoàng Su Phi đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện đề án Hội nghệ nhân dân gian giai đoạn 2015-2020. Nội dung đề án Hội nghệ nhân dân gian tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục, tập quán lạc hậu trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020 bao gồm: nâng cao trách nhiệm của hội nghệ nhân dân gian trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, gắn với việc thực hiện các nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, lồng ghép với nội dung xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, tập tục lạc hậu và các quy định về việc thiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, vận động nhân dân ăn ở hợp vệ sinh, làm chuồng trại gia súc ra xa nhà. Trong lộ trình thực hiện đề án, năm 2015, huyện Hoàng Su Phi chọn 6 xã làm điểm chỉ đạo, gồm Thông Nguyên, Bản Péo, Bản Luốc, Tân Tiến, Hố Lồ và Bản Nhùng. Nội dung thực hiện bao gồm xóa bỏ việc thách cưới, lấy tiền bạc quá quy định, hủ tục kéo vợ không đủ tuổi, ăn hỏi trước tuổi kết hôn, khôi phục các lễ cấp sắc, lễ nhảy lửa của dân tộc Dao Đỏ, lễ hội Lồng Tồng, các điệu dân ca của dân tộc Tày. Cuối năm 2015, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện đề án và nhân rộng trên 25 xã thị trấn trong huyện. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với các hoạt động của hội nghệ nhân dân gian, tạo điều kiện đảm bảo cho hội hoạt động đúng quy chế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều nội dung hình thức gắn việc bài trừ phong tục tập quán lạc hậu,
phối hợp với Hội Nghệ nhân dân gian xây dựng kế hoạch tổ chức phân loại nhóm hoạt động. Hàng tháng, hàng quý, năm tiến hành báo cáo, đánh giá sơ kết, tổng kết về kết quả thực hiện đề án. Ban tuyên giáo tỉnh ủy vừa có buổi làm việc với huyện Mèo Vạc về việc đưa văn hóa dân gian truyền thống vào giảng dạy trong nhà trường trên địa bàn. Nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn, huyện Mèo Vạc đã làm tốt công tác tuyên truyền và thành lập Hội Nghệ nhân dân gian, phục dựng các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc như lễ hội chợ tình Khâu Vai, hội chơi Vỗ Mông, lễ hội cầu mưa của người Lô Lô, các thể loại hát đối, hát phươn, hát lượn hay những nghi lễ truyền thống như hỏi vợ của dân tộc Mông, lễ cấp sắc của người Dao, lễ đặt tên cho người đàn ông Mông trưởng thành. Đặc biệt, Mèo Vạc đã triển khai việc lưu giữ các nét đẹp truyền thống của dân tộc vào giảng dạy tại các nhà trường. Tính đến thời điểm hiện tại, các đơn vị trường học đã phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng của các xã thị trấn mở được 17 câu lạc bộ văn nghệ, văn hóa dân gian với 435 học sinh thường xuyên tham gia. Đồng thời, tuyên truyền cho các em tham gia tìm hiểu, học các nghề truyền thống như dệt vải lanh, thêu thổ cẩm. Tuy nhiên, việc triển khai còn hạn chế do số lượng nghệ nhân dân gian, những người am hiểu về văn hóa địa phương là rất ít. Việc đưa văn hóa dân gian truyền thống vào các bài giảng còn mang tính tích hợp, lồng ghép chưa cụ thể, chi tiết và chưa có nguồn kinh phí dành cho việc giảng dạy và học tập. Do đó, thời gian tới, huyện Mèo Vạc cần làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy và nhân rộng giá trị văn hóa của các dân tộc trên địa bàn, nhất là đối với người dân và học sinh trong các nhà trường. Bảo tồn và phát triển các loại hình dụng cụ, các sản phẩm địa phương để phục vụ cho khách du lịch trong và ngoài nước. Ngày 16 tháng 4, Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Cục Tham mưu Cảnh sát, Bộ Công an tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ trực tiếp làm công tác phòng chống ma túy tại xã phường thị trấn trong tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tuyên truyền, phổ biến về tình hình và kết quả công tác phòng chống ma túy, một số định hướng lớn trong thời gian tới và những kiến thức cơ bản về ma túy, nghiện ma túy, công tác phòng chống ma túy tại xã phường thị trấn. Với các nội dung trên nhằm phổ biến những kiến thức chung về ma túy, những kiến thức cơ bản về phòng chống các hình thức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma túy, công tác phòng chống tội phạm ma túy, công tác phòng chống việc trồng cây có chứa chất ma túy. Qua tập huấn nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết cho cán bộ cơ sở là những người thường xuyên và trực tiếp làm việc với đối tượng có liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy, tuyên truyền, giáo dục quần chúng về giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy trên địa bàn toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước và khu vực, ngành du lịch Hà Giang đã từng bước phát triển, trở thành địa chỉ đỏ trên bản đồ du lịch quốc gia. Tuy nhiên, những khó khăn thách thức đối với ngành công nghiệp không khói của tỉnh ta cũng không hề đơn giản. Trong đó, việc xây dựng kết nối các sản phẩm du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước là những trở ngại lớn cần phải vượt qua. Chỉ tính riêng trong năm 2014, lượng khách du lịch đến với Hà Giang ước đạt 650.000 lượt người, tăng 25% so với năm 2013 và tăng gấp 7 lần so với năm 2010. Thành phố Hà Giang mới được chính phủ phê duyệt quy hoạch trở thành khu du lịch trọng điểm của quốc gia. Trước những vận hội mới, tỉnh Hà Giang một mặt phải xây dựng chiến lược phát triển du lịch, ban hành nhiều cơ chế quản lý xung quanh các hoạt động du lịch. Bên cạnh đó, công tác thu hút đầu tư là một nội dung quan trọng được đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, các thủ tục hiện nay vẫn còn rườm rà, mất nhiều thời gian. Công tác quản lý nhà nước đôi khi vẫn cứng nhắc, dập khuôn, không theo kịp đà phát triển. Không những thế, tâm lý của một bộ phận cán bộ là chỉ làm cho xong việc, không quan tâm đến cái chung. Hà Giang ta không phải là ai cũng biết được rằng phố này ở đâu, số nhà kia ở chỗ nào, bản thân như tôi, nhà ở đâu, và phố Nguyễn Du không biết, ở Cổ Phát tổ mấy tôi nói ngay. Thế thành thử khách lên người ta hỏi rất là nhiều mà anh không sẵn lòng thì cái đó chưa được, bây giờ phải có cái cách nào đó, có thể là đưa vào các cái mục của quảng bá đối với Hà Giang. Nếu bạn hỏi một địa chỉ thì bạn hãy nên hỏi tổ nhân dân, hỏi khu, còn hay hơn hỏi là trục đường và nhánh ngõ. Chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, nhiều chuyên gia, công ty lữ hành khẳng định xây dựng sản phẩm du lịch là cần thiết, song cần thiết hơn là tinh thần, trách nhiệm của cả cộng đồng xã hội trong làm du lịch. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Hà Giang cần quan tâm đến việc đào tạo, phát triển đội ngũ những người làm du lịch đủ tâm, đủ tầm. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên là một hướng dẫn viên du lịch cũng là việc làm cần thiết. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, cần đặt mình vào vị trí khách du lịch
hay nhà đầu tư du lịch để nghe và hiểu nguyện vọng của họ, từ đó cùng cộng đồng trách nhiệm tránh tình trạng việc ai người ấy làm. Tôi là chủ khách sạn cũng thường xuyên nghe cái phiền hà của khách người ta phàn nàn đối với so sánh giữa Hà Giang và các tỉnh bạn khác cũng có cái đường biên giới giáp với Trung Quốc và cũng có cái địa hình tương đối giống như ở Hà Giang. Nhưng mà khách vẫn còn phàn nàn là giữa cái liên du lịch Hà Giang vẫn còn nhiều cái nó nhiều khê. Theo tôi là cái đồng nhất về quan điểm, dễ tiếp xúc, dễ nói chuyện, dễ nhất trí giữa doanh nghiệp hay cá nhân đối với lãnh đạo chính quyền, về cộng đồng, trong dân cư, bộ máy chính quyền và bộ máy quản lý nhà nước phải cởi mở thì mới làm được. Rõ ràng, nó cũng giống như câu chuyện doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư xe điện để phục vụ du lịch. Song các ngành lại nói là không thể đưa ra lưu thông trên đường vì vướng mắc thủ tục hay việc khách lưu trú là rất đông, song chưa đến mức phải ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý. Đây chính là những rào cản lớn đối với sự phát triển du lịch của tỉnh Hà Giang. Điều cấp thiết phải làm hiện nay là tinh thần cộng đồng trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới của các cơ quan quản lý nhà nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tổng hợp về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ngày 16 tháng 4 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Giang cung cấp. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh không tiếp nhận thông tin nào về tai nạn giao thông. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện và xử lý 78 trường hợp vi phạm. Trong đó, ô tô là 22 trường hợp, mô tô là 52 trường hợp và xe đạp điện là 4 trường hợp. Theo đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện 2 trường hợp, lập biên bản tạm giữ giấy tờ xe 19 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 4 trường hợp và thông báo vi phạm về nơi cư trú, trường học là 2 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, không mang đăng ký xe, không thắt dây an toàn và một số lỗi vi phạm khác. Tổng số tiền phạt nộp kho bạc nhà nước trong ngày là 24.950.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ngày 16 tháng 4 đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang.